bắt nghi phạm sát hại người lái xe ôm ở Sơn La. Công an tỉnh Sơn La phối hợp với công an huyện Vân Hồ vừa bắt được nghi phạm sát hại người lái xe ôm tại Bản Un, xã Sông Khủa, nghi phạm tên Lèo Văn Hoàng, 25 tuổi. Trước đó vào chiều ngày 2 tháng 9, người dân bản Suối Liêm, xã Tô Mố, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện một người đàn ông tử vong ven đường, trên người có nhiều vết đâm. Sau khi nhận được tin báo, công an xã Tô Múa và công an huyện Vân Hồ đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên công an tỉnh Sơn La, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y. Xác minh ban đầu, nạn nhân tên là Nguyễn Văn Tích, sinh năm 1952, trú tại tiểu khu 32, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, làm nghề lái xe ôm. Nạn nhân bị giết, cướp tài sản. Ngay sau đó, công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với công an huyện Vân Hồ khẩn trương điều tra truy bắt hung thủ. Trưa nay, các lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Lèo Văn Hoàng, 25 tuổi, tại Bản Nôn, xã Sông Khủa, huyện Vân Hồ. Nghi phạm được đưa về trụ sở công an huyện Vân Hồ lấy lời khai. Quá khứ của nghi phạm sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên. Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, nghi phạm sát hại hai vợ chồng ở phường Hồng Châu ngày 17 tháng 8 vừa qua là Đinh Công Tráng, sinh năm 1977, trú ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Tráng từng có tiền án về tội hiếp dâm, một tiền án về gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản. Từng tốt nghiệp chuyên ngành luật. Theo tìm hiểu của phóng viên, mặc dù có tiền án tiền sự về nghiện ma túy, nhưng trước đây nghi phạm Đinh Công Tráng tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật và từng làm cán bộ tư pháp ở một phường thuộc tỉnh Hưng Yên. Sau khi làm cán bộ phường được 2 năm, Tráng tự nghỉ và ra Hà Nội kiếm sống. Năm 2009, Đinh Công Tráng bị một cô gái gửi đơn đến cơ quan công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tố cáo hành vi hiếp dâm. Theo đó, sau khi làm quen với cô gái, Tráng hẹn nạn nhân sau giờ làm buổi đêm đi ăn uống bằng xe máy. Đêm hôm đó, Tráng đã đánh, dụ dỗ buộc cô gái trẻ đi theo hắn đến một nhà nghỉ ở khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng. Tại đây, Tráng đã khống chế cô gái trẻ, tiếp tục đe dọa dụ dỗ để thực hiện bằng được hành vi giao cấu. Khi kẻ đồi bại ngủ say, nạn nhân lẻn xuống gọi taxi về nhà và trình báo công an. Tiếp nhận đơn trình báo của cô gái, kết hợp việc xác minh thông tin tại nhà nghỉ, công an phường Bạch Đằng và trinh sát đội điều tra hình sự, công an quận Hai Bà Trưng đã đưa Tráng về cơ quan công an làm việc. Ban đầu, Tráng tỏ ra hết sức quanh co, cho rằng cô gái tự nguyện quan hệ tình dục với hắn. Nhưng với kết quả điều tra thu thập được, công an quận Hai Bà Trưng đã chứng minh được hành vi phạm tội của Đinh Công Tráng. Giết hai vợ chồng vì bị phát hiện ăn trộm. Khoảng 0 giờ 30 ngày 17 tháng 8, tại số nhà 06 đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, làm hai người tử vong là anh Đặng Văn Trường, sinh năm 1977, và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1978. Theo công an tỉnh Hưng Yên, quá trình điều tra vụ án trên đã phát hiện đối tượng nghi vấn là Đinh Công Tráng, sinh năm 1977, khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Tráng có một tiền án về tội hiếp dâm, một tiền sự về gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản. Khi khám xét chỗ ở của Tráng, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ được con dao bầu, nghi vấn là hung khí gây án. Qua công tác giám định, xác định con dao có AND của nạn nhân Nguyễn Thị Hoa và nghi phạm Đinh Công Tráng. Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, quá trình đấu tranh, Đinh Công Tráng rất ngoan cố, khai báo không thành khẩn, quanh co, chối tội. Tuy nhiên, với tài liệu chứng cứ đã thu thập được, có đủ căn cứ xác định Đinh Công Tráng là người gây ra vụ án trên. Đến ngày 1 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Công Tráng về tội giết người. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn quyết định khởi tố đối với Đinh Công Tráng. Đến sáng ngày 3 tháng 9, Đinh Công Tráng đã khai nhận hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Tráng khai nhận khoảng 0 giờ 15 ngày 17 tháng 8 đã đột nhập vào nhà vợ chồng anh Trường để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Do bị phát hiện nên Tráng đã sử dụng con dao bầu loại có chuôi gỗ, lưỡi dao nhọn bằng kim loại là con dao của Tráng mang theo đâm nhiều nhát vào người anh Trường, chị Hoa, hậu quả hai nạn nhân tử vong.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi phạm tội của Đinh Công Trắng. Đề nghị tuyên phạt bố đẻ và mẹ kế hành hạ con từ 112 đến 138 tháng tù. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng các bị cáo trong vụ án đã thống nhất với nhau giáo dục con bằng đòn roi gây đau đớn cho trẻ dưới 16 tuổi, gây dư luận xấu cho xã hội. Chiều nay 31 tháng 8, phiên tòa xét xử hai bị cáo Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh đều 35 tuổi, vợ của Nam, cùng ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội về tội hành hạ con và cố ý gây thương tích đã kết thúc phần xét hỏi. Trước khi chuyển sang phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội đã nêu quan điểm về vụ án. Theo đó, việc bị cáo Trần Hoài Nam có hành vi đánh con trai là cháu Khánh 10 tuổi, một phần do Nam tự phát hiện cháu Khánh hư, một phần còn lại do bị cáo Phạm Tú Trinh, mẹ kế cháu Khánh kể lại với Nam. Hai người này đã thường xuyên đánh đập cháu Khánh gây đau đớn về thể xác và tinh thần, như vạt cháu Khánh không đi học, không cho giao tiếp, bắt uống nước mắm, bỏ mặc cháu ngoài phòng khách, cho cháu nằm ngủ dưới nền nhà. Đặc biệt, Nam nhiều lần dùng tay chân mui bằng inox chiếc roi nhôm ghép lại để đánh cháu Khánh. Tại phiên tòa, các bị cáo Nam và Trinh đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của nhân chứng, bị hại và các biên bản điều tra từ cơ quan điều tra. Do đó, đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy nói. Về hành vi cụ thể, đại diện cơ quan công tố cho rằng bị cáo Trần Hoài Nam chưa làm tròn vai trò trách nhiệm của người cha. Nam sinh ra trong gia đình học hành đầy đủ, lẽ ra bị cáo cần phải thể hiện mình yêu thương cháu nhiều hơn. Xuất phát từ việc đã ly hôn thay Khánh thiếu thốn về mặt tình cảm của mẹ đẻ, lẽ ra Nam phải thực hiện việc tình cảm nhiều hơn cho cháu, nhưng đã gây ra vụ việc nghiêm trọng, dùng hung khí nguy hiểm đối với người dưới 16 tuổi, đại diện cơ quan công tố nêu. Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, trong vụ án này cả hai bị cáo cùng thống nhất với nhau giáo dục con bằng đòn roi. Khi Trinh ở nhà giám sát, thấy cháu Khánh có lỗi sẽ báo Nam, Nam chịu trách nhiệm cao hơn bị cáo Trinh. Tuy nhiên, tại phiên tòa, các bị cáo Nam và Trinh đã ăn năn hối cải, khai nhận hành vi, đã chủ động thực hiện nghĩa vụ bồi thường. Đồng thời, luật sư bào chữa đã cung cấp các tài liệu về tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Dù vậy, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cho rằng hành vi của các bị cáo cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội để cải tạo. Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hoài Nam 24 đến 30 tháng tù về tội hành hạ con, 42 đến 48 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp chung 66 đến 78 tháng tù. Đối với bị cáo Trinh, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy đề nghị tòa tuyên phạt 18 đến 24 tháng tù về tội hành hạ con, 30 đến 36 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp 46 đến 60 tháng tù, bổ sung thêm tình tiết tăng nặng với cả hai bị cáo. Về trách nhiệm dân sự, chị Nguyễn Thúy Ngân, đại diện hợp pháp của cháu Khánh, yêu cầu bồi thường cho cháu số tiền hơn 186 triệu đồng. Tuy nhiên, chị Ngân cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án cho Trần Hoài Nam, bởi dù sao anh ấy cũng là bố của hai đứa con tôi. Xôn xao dân thu tiền, bốc xe máy, trước mặt công an. Đoạn clip ghi lại hình ảnh, một số người dân lót ván, thu tiền các xe máy. Di chuyển qua đoạn đường, quốc lộ 37, ở xã Lương Thịnh, bị sạt lở trước mặt công an xã, đang gây xôn xao dư luận. Hôm nay ngày 4 tháng 9, trả lời về thông tin, người dân lót ván, thu tiền trước mặt công an xã, xảy ra tại xã Lương Thịnh. Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, lãnh đạo xã này cho hay, chúng tôi nhận được tin, phản ánh từ nhân dân. Là gia đình một người bắc ván ra. Để thu tiền hai đầu đường. Bố thì thu 5.000 đồng, đầu con thu 10.000 đồng. Chúng tôi sau đó cho công an ra, để giải tỏa giao thông. Vừa là không cho người ta thu tiền. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, xã Lương Thịnh, thời điểm công an xã có mặt, đã xảy ra cự cãi với một số người đi xe ô tô. Người này có quay clip và dọa, sẽ tung lên mạng, vị này nói thêm. Trước đó, vào chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip. Ghi lại cảnh người dân lót ván, qua đường sạt lở, để thu tiền xe máy, diễn ra trên quốc lộ 37, đoạn km 11. Thuộc địa phận xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Theo nội dung clip, do thời tiết mưa kéo dài, nên thời điểm trên,
đất đá sạt lở xuống lòng đường, khiến các phương tiện không thể qua lại. Nhân cơ hội trên, một số người đã mang những tấm ván gỗ ra bắc qua đường sạt lở, để xe máy có thể lưu thông. Một người phụ nữ sau đó đã đứng ra thu tiền của các xe máy nếu muốn đi qua đoạn đường có lót ván này. Điều đang nói, trong clip còn có sự xuất hiện của một người đàn ông mặc áo của lực lượng công an xã, cầm còi và gậy chuyên dụng, phân làn giao thông. Anh M, người đăng tải clip chia sẻ, người đàn ông mặc sát phục chính là một cán bộ của công an xã Lương Thịnh, đồng thời đặt nghi vấn về việc công an xã bảo kê cho người dân thu tiền không đúng quy định. Sau khi clip đăng tải, đã thu hút được nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận.